Chào quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em trong câu lạc bộ. Lời đầu tiên cho phép Trần Bình xin gửi tới toàn thể đại gia đình yêu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chúc câu lạc bộ ta hôm nay có một buổi sinh nhật vui vẻ. Ta nghe trong lòng núi những bước chân của đất thương, của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Quân đi dồn vang, ánh sao của lòng đất, ánh sáng của lòng ta, soi về bao đỉnh núi bay thẳng về phương nam. Đắk Lắk ơi, Tây Nguyên ơi, cái suối đổ về sông, cái sông ta biển lớn, ta nối tâm lòng dân bằng tình yêu cánh vàng, đi xuống đường trường xanh nghe dòng sông chảy mãi. Đắk Lắk ơi, dòng sông say thắm nối đôi bờ mùa xuân. Vâng, xin cảm ơn ạ.